Hello. Chào bạn Thái Nguyễn. Cài, ớt cài. Hello Thảo Ngọc. Tại vì tình hình là ớt nó cay quá nên phải đeo khẩu trang nha, chứ tôi không có bị vấn đề gì về sức khỏe hết và nhan sắc cũng bình thường, không không có bị vấn đề gì hết, nên mọi người đừng có lo lắng cho tôi nghe. Chưa ngồi đánh rõ làm gì vô ớt nè, ớt này là để vô bánh tráng, tại vì từ bữa tới giờ mà chào Linh Linh, chào Khoai Lang, chào Kiều Love, chào Trần Lê, chào mấy bạn nào trước mà chưa chào nha. Từ hôm 25, 26 tới giờ mà cái bữa mà nói mà bánh tráng mà mua 5 tặng 1 á, nhiều bạn đặt quá nên tranh thủ trưa không ngủ giờ làm luôn. Bon Trần ơi, ship tỉnh xa xôi lắm, 20k một bịch nha bạn. Bịch như hết rồi, hết bịch rồi. Lát nữa sẽ làm bịch thêm, hiện tại chỉ có hũ thôi ha, có bịch luôn. Hello, em đang làm gì vậy? Bây giờ ta hai nữa nay ngủ dậy sớm vậy con? Chào Châu Thảo My. Khoai lang ở khu vực nào vậy bạn Khoai Lang? Tạm thời thì bạn Tiền chỉ ship ở vòng vòng quanh cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh mình thôi, bởi vì ship đi tỉnh nó vừa mất công vừa cồng kềnh, mà bạn Tiền thì không có rành về cái dịch vụ xe. Chào Mon Mon, chào Mun Mun, chào Lương Thị Thu Hiền, chào bạn Kim Nguyên. Chào Ý Nhi, Thị Dương, chào Tăng Khoa. Không bị gì hết, vấn đề không bị gì hết, mà vấn đề là đang làm ớt cho mọi người, đang làm ớt. Cái ớt bột này nó bay vô nó mũi cay lắm. Bạn Tăng Khoa muốn ăn thì liên hệ với Facebook của bạn Nhi Omachi nha. Bạn Nhi Omachi cũng ở khu vực Bến Tre, bạn đang gom order giùm Tuyền. Chào Nguyễn Ngọc Tú Sương. Bạn Bảo Trung Quốc. Bữa giờ kinh doanh ra giường sao rồi bạn Bảo Trung Quốc? Làm ăn phát tài chưa? Tết năm nay là dẫn Kitty qua là càn quét bên đó để xin lì xì nha. Chị ship bến xe miền Tây nhiêu vậy chị? Bến xe miền Tây là quận 6 hả? Quận 6 thì 20.000 nha bạn Nguyễn Ngọc Tú, bạn Quỳnh Như. Muôn muôn, cảm ơn muôn muôn nhiều. Ừ, vậy bạn Tăng Khoa liên liên lạc với lại bạn Nhi Omachi nha. Bạn Nhi Omachi bữa giờ có nói mà chắc tại vì mấy bạn không để ý á. Bình Dương thì chịu khó, ví dụ như có ai đó đại diện Bình Dương gom order dùm Tuyền đi, rồi Tuyền sẽ gửi chiết khấu chút đỉnh cho các bạn. Rồi cái bao này nó bị lệch rồi, nó hai cái đường này nó không có liên quan nhau. Lương Thị Thu Hiền, bạn Tuyền bán bánh tráng, bánh tráng được vô từng ly như vậy nè, hoặc là từng bịch ha. Ly như vậy thì nhìn nó trang trọng, nhiều khi mình đem đi vào công công sở mình ăn, mình vào cơ quan mình ăn nhìn cho nó lịch sự hơn.
Còn ví dụ mà mình cho vô cái bịch á thì tiện cái đường gọi là mình vận chuyển, hoặc là mình đi học mình ngồi mình ăn vụng trong lớp á, nó tiện hơn là cái ly. Cái ly nhiều khi thấy thầy cái nhét vô giỏ không kịp, nó phình bự lắm. Nguyễn Ngọc Tú Sương. Ủa vậy hả? Chắc tại vì Facebook nó tự nó chặn bạn nào chưa kết bạn á, chết cha vậy, có lỗi với bạn quá. NT Như Lan. Chào bạn. Chào Đình Đình. Chào anh Vân. Chào Trinh Việt Trinh. Các bạn cảm ơn Moon Moon nha. Nói chuyện mà không có dám để ra là tại vì cái bột ớt nó hơi bị cay ha các bạn ha. Chứ vấn đề sức khỏe thì ổn, rất là cường tráng. Chị có ship ở BMT là ở đâu vậy? Trời ơi, đừng có viết tắt. Đừng có viết tắt, bà Tiền mà không có biết viết tắt đâu. Bà đọc viết tắt rất là dở. Mà Tuyền mới đọc viết tắt rất là dở các bạn. Nếu mà có comment thì các bạn comment dùm. Chào bạn Đỗ Thị Khanh. Tân Phú Gò Dầu. Tân Phú chờ xíu để coi. Tân Phú 20k nha. Tân Phú ship chỉ 20 ngàn thôi. Đang trong mùa lễ hội. Mùa lễ hội là mua 5 tặng 1 nha bạn. Đang trong mùa lễ hội, mua 5 tặng 1. Bán từ đây cho tới ngày Tết Tây luôn. Trời ơi, Buôn Mê Thuột xa quá. Lương Thị Thu Hiền ơi, Buôn Mê Thuột là ship không được rồi. Xa quả, xa quả, xa quả. À, các bạn nào dễ thương thì share cái livestream này ra giùm bạn Tiền ha. Bạn Tiền rất là cảm ơn. Vài bữa nữa sẽ ra một cái loại bánh tráng mới. Một ly là 20 ngàn nha bạn Trang Viên. Một ly là 20 ngàn nha. Hiện tại thì không có giới hạn số bịch. Các bạn mua bao nhiêu ship bấy nhiêu. Không có giới hạn bịch ha. Nhưng mà muốn tiện cho các bạn, muốn lợi cho các bạn thì tốt nhất là các bạn nên mua 5 thì được tặng 1. Hiện tại là mua 5 tặng 1 nha. Đúng rồi, mình bán ít loại nhưng mà mình đảm bảo chất lượng ha. Các bạn cứ yên tâm đi ha. Đây, khoe hàng cho các bạn coi. Đó. Ồ, cảm ơn các bạn đã share cái livestream này ra nha. Em chào chị Lê Nhật Anh Thư. Chào Lê Hồng Thắm. Phải chị Thắm không ta? Cảm ơn Quỳnh Linh. Cảm ơn Vân Phạm. Chào bạn Hoàng Hải. Hoàng Hải mua hàng thì inbox giùm Tuyền nha. Chào bạn Tô Quỳnh Phương. Cảm ơn Quỳnh Phương đã xem chị nha cưng. Bạn ca sĩ Bằng Chương. Hoàng tử Bolero của tôi đó. Mới vừa thông báo kìa. Thông báo với chị là bánh tráng mới mang về bị giành giật không còn một bịch, thấy thương quá. Ngày hôm qua chị đã gửi 5 tặng 1 rồi, bây giờ em cũng order thêm không? Đang còn trong mùa lễ hội đây, bánh vừa ngon vừa giòn. Đây, bánh mới làm tức thời, ngon nhức nhối. Bạn Lucy Trương. Ngon. Hai mươi k đúng rồi, bạn Khoai Lang nói đúng rồi, 20k một hộp nha. Từ đây tới ngày ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì là bạn nào mua 5 thì sẽ được tặng 1.
À, hiện tại thì Tuyền ship không có ship tỉnh nha. Chào bạn Phan Ngọc Liên. Một hộp 20k nha bạn Hoàng Hải. Tình hình là do các bạn Facebook của mình á, tên thì na ná giống giống nhau. À, bịt mỏ còn ăn nửa chế hả? Xương Trần ơi, ăn là để cho các bạn thèm, còn bịt mỏ là tại vì cái này nó cay quá. Đang đang vô ớt từ bịch nhỏ vậy nè. Đó. Đó, các bạn yên tâm là hàng nhà làm hết chứ không phải là đi lấy ở đâu ha. À, bịch mỏ là tại vì ớt cay quá nha bạn Nhi Omachi. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi bắt đầu ngồi làm, tranh thủ lúc bạn Kitty xịn bạn ngủ mà giờ Kitty xịn thức rồi. À, trời ơi, ý Nhi Dương Thị cô cắn con, tại sao ship nửa bịch làm sao mà ship hả? Thấy cưng bánh chết bánh tết đít. Hay ớn quá, hai bà cháu nhìn mắt ôi quá, khen nhau hoài á, ớn thiệt luôn. Trong ở là sáng giờ để nhiều chuyện vụ gì nè. Bạn nào ở khu vực à? Chào bạn Trương Quỳnh Anh, con muốn ăn hả? Ngày mai cô ship qua cho con nha. Các bạn tranh thủ, bạn nào ở khu vực Sài Gòn thì muốn ăn thì Quỳnh Anh ơi, cô mới làm bánh mới nè. Tại vì từ hồi bữa tới giờ á, mua năm tặng một các bạn đặt nhiều lắm. Bánh mà phải làm ngày làm đêm luôn á, làm mà không dám ngủ á. 2 giờ hai con mắt nó sâu vô luôn rồi nè. Bạn Tương Quỳnh Anh ơi, bạn Tương Quỳnh Anh ăn thì ngày mai cô ship qua nhà cho Tương Quỳnh Anh nè. Mời bạn Tương Quỳnh Anh ở lại tim nha. Bạn Tương Quỳnh Anh ăn đâu vậy, có livestream được không? À, trời, đi đâu đẹp vậy? đang đi sơ móng tay. Là móng tay mà đẹp vậy đó hả bà Nguyễn? Đúng rồi, làm móng tay mà make up nguyên buổi sáng xong rồi mới buổi trưa mới xong xong rồi đi sơ móng tay Ăn mấy ngàn bịch? sao sao Ăn bao nhiêu bịch nè? à, em à, chị ship qua cho em 5 hộp nha, xong rồi ngày một á em đi Hà Nội thì chị ship tiếp. Để em đem Ok. Hà Nội. Hà Nội à? Ê, Yeah. Hà Nội chị làm bịch cho cưng nha. Vậy. Hà Nội chị làm bịch cho em nha. Làm bịch đi đem dễ đem. Ủa? Ủa làm gì đeo khẩu trang vậy? Khẩu trang là về lại gì, làm ớt nè, làm ớt cho mấy bạn cay á, nó cay thấy mụ nội luôn. Yeah. Thương tôi không? Làm tại gia luôn á, để không thôi người ta nói là tôi hả, không tôi lấy bánh Trung Quốc. Trời ơi. Bánh tráng mà dù có bánh Trung Quốc của nó má, tôi Bất công quá hả? không muốn đó, đời bất công lắm. Trời gì mà có Hoàng Trang Bùi vô tham gia nữa vậy? Tôi đi mua bánh tráng mà cũng vô coi tôi nữa hả? Ôi ơi, nhờ em mà cái lượt view chị cao lên luôn rồi đó Quỳnh Anh. Ôi ơi, ủa bạn gái bánh tráng cho bà Tiền đi nè, nói cho biết nha, đây khách hàng thân thiết của tôi. Bây giờ sao ta? Tôi đi bán bánh tráng rồi đó trời. Ê, hay là đối với bà Quỳnh Anh là
Quỳnh Anh, đối với em là chị phải mua một tặng một hả Quỳnh Anh? Ừ, Được ê không? tôm cái nữa. Alo. Trời ơi, khổ vậy sợ. Tao đặt bánh tráng Tao nè. không có shipper, giao một cục hàng qua bên quận 7 ngay chỗ đường Lý Phục Mang á, mà cái bạn đó mình biết là bạn đó rất là cực khổ, bạn nó buôn gánh bán bưng, mở một cái tiệm cháo lòng là to ở đường Trường Sơn á. Tối bạn thức khuya, sáng bạn nó chắc là chưa có kịp nghe điện thoại hay sao gọi không được, cái anh shipper quắn đít lên. Trời ơi, có viện trưởng của thẩm mỹ viện ở bên Hàn Quốc vô xem livestream. Có. Người đó đâu rồi, hỏi mặt chị có cần làm gì không, chị thích Không cần, không, chị đẹp quá. quá rồi, chị không cần phải làm gì hết, nét nào ra nét đó hết trơn rồi. Chị tính đi bơm càm cho nó bự lên nè em, bơm ngay chỗ cái nọng nè là Em thấy chị đẹp chuẩn hết rồi, đừng làm gì hết á, đẹp xuất sắc rồi. chị Thanh Ngọc kìa. Ơi chị Thanh Ngọc vô kìa, Thanh Ngọc hả? Mến chán nè. chị Thanh Ngọc ơi, năm hộp em ship luôn, năm hộp mua năm tặng một đó chị Thanh Ngọc. Đang đang mùa lễ hội đó, em ăn theo mùa lễ hội, em tặng mọi người á. Ôi ghê rồi, không bánh tráng cũng mùa lễ hội nữa Ôi, tôi tính làm theo chương trình là vậy nữa nè, mới mốt tới 14 tháng 2 là có hộp bánh hình trái tim luôn á. thiệt á. Rồi chị, nè chị cắt bánh tráng hình trái tim đi Tuyền. Cái đó khó quá, bỏ đi kìa. Tim luôn hết. Thôi các bánh hình trái tim nó còn dư bánh vụn nhiều lắm, với lại đâu có cái Kệ khu đi, giặt nào trái tim đâu. kệ đi, chị giàu mà, chị bán bánh tráng là cho vui, phải đó kiếm tiền đâu Tuyền. Trời ơi vậy luôn hả, Tôi cũng bán được. bánh tráng vui, tại ban ngày ở không rảnh, không biết làm gì ngoài làm bánh tráng thôi, Ê Quỳnh không? Anh, hay là chị mua một cái tờ bánh tráng bự mà dài nhà nào Quỳnh Anh, cái chị ngồi chị lấy kéo chị tỉa làm trái tim được không em? Được chị. Cắt thủ công luôn á, chị không cắt thằng nói thì chị cắt thủ công được không? Được Được, nha. anh nói nghe là chắc vài bữa nữa chị để cho em làm hình ảnh đại diện cho bánh tráng chị luôn là được rồi đó Tuyền. Tôi Hợp đâu có không? đủ khả năng để tôi thuê bà. Cái tiền. Hợp không? Được. Em thấy Đẹp. rẻ lắm, em thấy rẻ Ê lắm. hay là vậy đi, Tháng cái chị hình đầu ảnh tư cho tập em trung cỡ chừng hàng bánh. 50 hộp bánh tráng thôi được Ok. rồi. Được được. Trời ơi, đâu đâu phải dễ kêu Quỳnh Anh làm gương mặt đại diện đâu. Bây giờ Ê tháo bỏ máy vậy đi. tháo hình mà tiền mập xuống, bỏ hình màu đen lên. Không. Làm cái hình mà từng mập đúng không? Đúng. Xong cái ở cái làm mũi tên dài 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 này nè, ăn xong cái đẹp thành bà Quỳnh Anh hiểu không? Ghê Ghê chị. vậy. Trời ơi, tim bắn vô mặt bà À Tuyền bạn nào đặt hả? kìa, Trời ơi tim thích nó quá, bắn vô tiền quá mặt bà đi Tuyền quá trời luôn kìa. rồi. Ở quốc trường nữa kìa Tôi Tuyền, ngủ quốc trường mua bánh nè. Hả? tráng cho Tuyền nữa kìa. Thôi bà Quốc Trường bây giờ bà bán mì cay không à, bà đâu có thèm ăn bánh tráng đâu, buồn lắm muốn khóc. Có anh Không, một Thanh chị không hợp kìa. bà quốc trường, bà keo lắm, bà không có mua đâu, bà đợi tặng không đó, ghê lắm. Thôi vậy thôi bây giờ mình tặng cho Quốc Trường đi, chị theo Quốc Trường, Quốc Trường ăn, Quốc Trường ghiền, Quốc Trường mua. Bao Khổ nhiêu vậy. một hộp á chị? 20.000 hộp em ơi, giá mềm dễ thở, 5 hộp tặng hộp, Trời ship toàn ơi, thành phố, giá dao động từ 20 tới 40k tùy nó theo bắt khu tờ vực. bài luôn rồi trời. Trời ơi phải vậy chứ, trời Không, tại ơi. mốt chị thu âm vô luôn á Tuyền, ai hỏi chị phát ra thì khỏi Má nói má kêu dính chuột đó hả? nữa. Em dính chuột không độc hại. À con quỷ hiểm nó hỏi sao đeo khẩu trang, ta đang làm ớt mày ơi, ớt nó cay bỏ mẹ luôn, cay lắm. Không đeo khẩu trang một hồi là kể như banh cái lỗ mũi. À, bạn Anna Lan Nguyễn, Anna Lan Nguyễn ơi, chị bán online thôi, chị không có bán tại nhà tại vì chị đi bất chợt á.
chị Nhật Kim Tính, chị Kim Tính ơi, chị có mua thì chị inbox giùm em số điện thoại địa chỉ nha, em ship đến nhà nha chị, ship Tân Định quận nhất Bà 2 tiền bán ngàn. bà bán bánh tráng Trung Quốc đó cho nên bà không có cho người ta Không phải bà ơi, tới nhà tôi xa với lại tôi đi thất thường, quỷ nhà ác dữ coi. trời. Không biết bà Biết người làm ta không, bánh biết nhắn bà nó bỏ hết thêm sao bà Đà bỏ Lạt ra lên mặt đại diện. á, bà tiền bà bán bà bỏ thêm heroin nó trọng á, ăn là ghiền lắm, ghê lắm nha. Trời ơi chết rồi. Bà Trương Quỳnh Anh bà ghiền đó. Bà bán mình, bà bán hộp bánh tráng 20.000 mà bà nỡ lòng nào bà bỏ heroin vô không? Bán bánh tráng lời quá nên bỏ heroin Quỳnh Anh check inbox giùm em kìa. Rồi đừng nói My chuyện tôi quảng cáo bánh tráng nữa nha. Tôi có quảng chết rồi. cáo cái Ê nó nghe là chắc là nhãn hàng đối thủ á. quán nha. Ơi khổ quá. Chào, chưa có ở đây nữa đâu, mất công quảng cáo bánh tráng nữa, khổ quá nè. Nguyễn Thị Hiền, bạn có thể nào bạn inbox giùm tiền địa chỉ số điện thoại không vậy? Không. Đang làm mắm ở đâu ạ? Ở đường Nguyễn Thượng Hiền nè chị, Nguyễn Thị Hiền ở đâu? Nguyễn Thượng Hiền á là Quận quận mấy, quận ba, mấy? quận ba Ok đó. Đứng gần tôi đem bánh qua cho cô ăn. Sao quá rồi, thôi xa bỏ. lắm Bỏ. bỏ đi. Đúng rồi, sao quả? Heo Hello ơi, em heo Trang ạ. À, kìa. Đoàn, Trang Đoàn chào em kìa, heo ơi heo à kìa. bé nó ở Cần Thơ được nó chạy chị ship về đó cho nó. Biết bà đó, tôi biết bà đó rồi. Alo Thôi Tin cầm hỏi Tin tao ơi, ủa nãy giờ cầm hả? không có đem theo cây đâu, có biết là livestream với bà Tuyền đâu, đem theo cây Mai mốt chị tặng em cái này được không, để có gì rồi. em kẹp lên cái bàn làm nail á, cái em livestream em gắn máy đây nè. Ủa rồi có cần Ủa phải 1K vậy không Tuyền? à, chị Không già chứ chị cần thích đèn chơi mấy led cái màu trống, nè. Trời đất ơi. chị thích chơi màu chói lắm em. Ừ, chị chưa đủ chói hả? Không, chị chỉ bự thôi, chị không có chói nên chị phải làm cho chị tỏa sáng. Rồi bữa nào chúng ta mới được gặp nhau nhỉ? Ai biết, bà lo bán bánh tráng mà bà hỏi em gì? Dạ. Mai mai bà rảnh không? Rảnh. Mai rảnh không? Có nhà không? Có nhà không? Rồi mai để coi đại bàng có thể nào xào qua nhà được hay không. Tiếp bánh tráng tận nhà hả? Ủa ship mà phải đem nhan sắc tôi qua ship luôn á, tôi đút ăn luôn được Ừ, không? cưng quá à. Hả? Chị làm móng đây chứ, kêu với Mai rảnh thì mốt gặp. Quơ cái chén không? Vậy đi nha. Bye Ok mỏi ba tay. cưng. Nói nghe nè, mai mốt làm móng thì bớt đẹp đi nha, đẹp quá tôi không ưng đâu. Trời ơi biết sao không? Em đi event xong rồi em về nhà thay đồ. Chứ em đó ngựa dữ vậy nè, gắn lông nheo dung ly tùm lum nè, đâu có đâu, bình thường đâu có làm lố vậy. Đẹp đẹp là tôi không có chịu, tôi không thích mấy người đẹp hơn tôi bà nội. Trời ơi chị có nhiều cái hơn em mà, em không thể nào nặng bằng chị được luôn á Tiền. Tốt Thấy hơn tôi là tôi đã ghét rồi. chưa? Thôi bye nha, bye bye mọi người trên Facebook của bạn nha. Nhớ mua bánh tráng tặng cho bả nha. Ủa sao tắt? Sao tắt? Chị cũng đâu biết làm sao tắt đâu. Em thử. Nguyễn Ngọc Châu, chiếc quận 7 20 nha bạn Nguyễn Ngọc Châu. Nãy giờ lo mải mê nói chuyện cái không không có trả lời các bạn được, bạn đừng có buồn tôi nha. Ship code hả? Ship code không ổn. Tại cái này đồ ăn á, sợ là bị quăng lên quăng xuống các bạn không ngon.
Bình chánh hả? Bình chánh có xíu nha bạn. Để coi Bình chánh nhé. Bình chánh là ngoại thành. Ngoại thành thì giá xíu hơi cao là 40 ngàn nha bạn. Cảm ơn mỹ nữ. À, tiền không có xíu qua Los Angeles nha bạn. Hay là Long An. Sao bạn yêu bên chi sao buồn nè. À, các bạn ơi, đúng rồi, phải trời phải làm thêm nghề chứ thì mới có 20k một hộp nha bạn, hộp hoặc bịch gì cũng vậy 20.000 nha. Còn chứ đang tham gia game rồi, đang đang tham gia phim mà, phim Tết nữa nè. Đúng rồi, Trương Quỳnh Anh ra như tụt người xem rồi đó. Ok, để chị check inbox nha. Có ship quận 7 nha cưng nha. À, dạ có ship quận 7 nha Hà Nguyễn. À, ship quận 7 20.000. Có ship Nha Trang. Chắc không có ship Nha Trang rồi. Cái này là ship theo khu vực nên ở quận 12, mà ship ở quận 12 thì cũng 30.000 nha. Ý Nhi. Nha Trang xa quá chắc tùy không ship được. Cái gì vậy bà Nhi Omachi, sao mà bà Nhi buồn hoài vậy? Ngô Ngọc Diễm My ơi, chị không có ship ở Bình Dương được bởi vì shipper chỉ chạy vòng vòng thành phố thôi. Lucy Trường, Lucy Trương, 5 hộp, 5 hộp bạn có thể inbox dùm tiền, địa chỉ số điện thoại không? Chiều mai là có nha các bạn. Cần Thơ, Cần Thơ tiền chưa có dịp để đi ship nè. À, có ship Phan Thiết, mình không có ship tỉnh bạn ơi. À, bạn nào có muốn ăn thì để bạn Tuyền liên hệ với lại bạn Trần Văn Nam, Facebook Trần Văn Nam ha. Trời ơi bà Nhi Omachi bà buồn kìa. Thôi đừng có buồn nha Nhi. Nhi không buồn chị thì giờ mua 5 tặng 1 nha. 20 ngàn hộp nha bạn. 20 ngàn hộp, 20 ngàn hộp nè. Tươi xanh luôn nè. Ship Thủ Đức hả? Để coi coi. Thủ Đức. Thủ Đức 30.000 tiền ship nha. À, ngã tư ga có tính ship không? Có chứ bạn. Ngã tư ga 30.000 nha. Hà Nguyễn trả lời rồi mà. Có ship quận 7. Quận 7 là ship 20.000 nha. Trời ơi, chết rồi tôi bị uy hiếp. Tân Phú thì 20.000 nha bạn Hồng Nhung. À bánh tráng. Bánh tráng là bạn Huyền Trân. Ship Đồng Tháp bao nhiêu hả? Ship Đồng Tháp chừng nào rảnh mới ship được. Ship Đồng Tháp thì chắc mấy chục ngàn. Không biết nữa. À, bạn Ngọc Hưng Võ ơi, bạn Tuyền không có ship được liền bởi vì một ngày shipper chỉ đến lấy hàng vào buổi sáng chiều mang đến. À, Bảo Trâm ơi 20.000 một ly. Còn bạn Hiếu Nguyễn nè, bạn Hiếu Nguyễn ơi mình không có ship ở Long An nha bạn Hiếu Nguyễn. Hợp Hương Xì Chum số 3 khu phố 9. À bạn Hương Xì Chum ơi, bạn Hương Xì Chum cho mình xin luôn số điện thoại nha. Bạn Hà Nguyễn cho mình xin địa chỉ số điện thoại nha. Các bạn có thể inbox cũng được và hoặc là comment trực tiếp ở đây luôn cũng được đi. Nguyễn Hiếu. Lê Thị Ngọc Hân, Dĩ An Bình Dương
Chị không có ship tỉnh. Bạn bạn Lê Ngọc Hân ơi, để chị liên hệ với lại bạn Trần Văn Nam á, rồi có gì chị liên hệ lại với em. Bởi vì shipper không có đi tới đó. Rồi cảm ơn Hà Nguyễn. Tiền đã lưu lại rồi ha, rồi có cái gì tiền sẽ tiền tiền sẽ ngày mai sẽ có bánh nha. Những bạn đặt 5 hộp ngày hôm nay là ngày mai là được tặng một là thành 6 nha. Khu vực quận 7 thì 20.000, Thủ Đức thì 30.000 nha. Cái này mới vừa làm xong tức thời luôn. Ship Bình Tân thì 30 nha. Tân Bình thì 20 nhưng mà Bình Tân thì 30 nha bạn. Tất cả order ngày hôm nay là chiều mai có hết. Sáng là mấy bạn shipper qua lấy, còn nếu mà bạn nào muốn nhận buổi sáng. Tại vì cái này ớt này nó cay lắm. Đang làm ớt. Tờ ớt nó bay vô mũi. Chào bạn Trương Vũ Đạt. Chào Quang Khánh Trần. Chào Duy Lâm. Thấy thấy bạn Nhi Huỳnh mà. Trả lời bạn Nhi Huỳnh nha. Trời ơi, cũng muốn bán lắm nhưng mà tại vì ship tỉnh thì tiền không có điều kiện tiền ship tới đó đâu. Mấy bạn đó không đi tới. Bạn Lê Thị Ngọc Hân, Thủ Đức, 30k tiền ship nha bạn. Trời ơi, bà Nhi Omachi, ok Nhi. Rồi em cho chị cái bánh xe nào mà chị có thể gửi được cho em đi. Rồi chị gửi nha. Nhưng mà nếu mà gửi sang vậy chắc chị gửi Bạch Nhi ơi, chứ gửi gửi hộp sợ người ta cồng kềnh ta không nhận á. Chào bạn Trần Thị Minh Thư. Ai hỏi tôi khỏe không vậy? Khỏe Duy Lâm ơi. Ủa chứ là chưa add em hả Linh? Chị cúi đầu chứ xin lỗi. Bạn Nguyễn Hiếu ơi, bạn tiền không có bán tại nhà nha. Nên không 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 cho số không cho địa chỉ được. Đúng rồi, bạn Nguyễn Ngọc Châu đặt bây giờ là chiều mai có nha. Tại vì shipper một ngày họ đi chỉ một lần thôi. Cảm ơn bạn Trương Vũ Đạt. Tự nhiên gắn vô nhìn nó dễ thương thôi. Sang chảnh thì cũng không sang chảnh gì. Đúng rồi, bạn Trần Thị Minh Thư. Linh Nguyễn 20.000 một hộp nha bạn Linh Nguyễn. Một hộp 20.000 nha bạn Duy Lâm. Ship Bình Phước hả? Bình Phước không có ship bạn ơi, không có ship xa tới vậy đâu. Ngọc Châu. Ok. Nhưng mà nhớ nha, tôi kết bạn là các bạn phải giữ tương tác với tôi nha. Rồi, tìm thấy cái đặt hàng của bạn Hương xì chum rồi nè. Logo phải dễ thương thì mới được chứ. Giống hồi xưa mà mỗi lần mà người ta bắt được me biết không, cái người ta phải dán hình của minh tinh lên mà phim Hồng Kông. Bây giờ mình dán hình mình lên, ai thương mình thì họ 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 nhìn cái ly họ không có quăng, còn ai không thương họ quăng cái ly ra. Không có ship An Giang xa quá. Nói nghe nè, có ai rành Facebook không vậy? Tại sao không biết thì sao mà những cái tin nhắn mà các bạn tới á, Linh Nguyễn mua 5 hộp ship chứ, mua 5 hộp ship chứ, 20.000 một hộp nha. Quy Nhơn Bình
Tân Nhân, Bình Chánh gần vòng Xoay An là Bình Chánh thì hình như Bình Chánh tới 40.000 lận đó nha. Họp 20k xếp quận 2. Bạn Trang Anh, bạn Trang Anh ơi, xếp quận 2 là 30.000 nha bạn Trang Anh. Trịnh Yến Vân 5 hộp. Bạn Trịnh Yến Vân có thể comment số điện thoại và địa chỉ dùm Tuyền không? Chị ơi không ship được Long An thì chị kết bạn với em cho vui đi. Ok, trời ơi bữa giờ chị hứa với lại bạn Linh mà chị chưa có kết bạn được với bạn Linh, chị thấy áy náy quá. Hồi nãy bạn Linh mới điểm mặt rồi. À bán bánh tráng nha, bánh tráng đây. Nãy giờ em nhắn được không? Được được, chị nhận được rồi. Bạn Hương ơi, bạn Hương xì chum. Không hành hả? Không hành đâu còn ngon đâu em. Phải có hành mới được chứ. Ôi bạn Lê Dương Bảo Lâm kìa. Chào bạn Lê Dương Bảo Lâm. Chị ơi ship em hộp. Một hộp cũng ship luôn nhưng mà không ship tỉnh được nha. Ship chỉ ship Quẹo chồng. Trời ơi buôn bán cái tôi bán giác trưa, tôi không bán giác khuya nha. bán qua mà bán giác khuya dễ hiểu lầm lắm nha mình thẳng ơi. luôn anh, thẳng luôn Đang lo em đi quay. ồ ôi cuối năm xô quá xô phải không, Rồi về bắn bông nữa thương ghê không? thương Rồi gặp phải thì thắng sĩ. mà ác lắm, bán bông mà bán giữa khuya không là sao vậy trời. Rồi chứ đi làm gì 11, 12 đêm không? Vợ phải em. Làm gì bịt khẩu trang như gái? Nè làm ớt nè, vô ớt nè, ớt bột nó cay lắm, nó xốc lên lỗ mũi là chết luôn á, bởi vì phải bịt khẩu trang, không bịt khẩu trang đâu có chịu nổi cái lỗ mũi Mọi người ơi, mọi người ủng hộ chị Tuyền nha. Chị Tuyền buôn bán hả. dễ thương, hợp vệ sinh, giá cả sạch sẽ. Có Ủa giá cả sạch sẽ là sao bà nội? Nói nó hồn chút đi. tiền dễ thương, bán sạch sẽ, có tâm, ít chửi người ta. Dù cái miệng của chị rất là dữ dằn. Cái gì vậy? Anh gặp cái ngã tư cái anh ghẹo quay lên cái nha. Đúng rồi. Rồi đông người coi quá rồi nè. Ủa đó, nhờ nhờ Bảo Lâm vô có được 400 mấy rồi đó. Ở lại luôn đi cho tới ngàn Dễ sợ. trời ngàn đứng rồi sao Nay không quay ông, ngày mốt chị mới quay, hả? chị chạy show đâu có bằng các chú bây giờ, các chú bây giờ show quá show. Tụi em game show không chị ơi, đâu bằng được như chị đâu. Quá trời quá đất rồi nha, làm Lâm nha. Dạ. Em mua Nguyễn Thị Kim Nguyên, em mua được trả lời comment em nha. Rồi buôn bán đi À, cho bạn tao nào tiếp muốn đây. tiền ha. Ok bye bye Lâm, chú quay vui vẻ nha cưng. À Nina Trần ơi, Nina Trần ơi, tại vì chị đang làm ớt á, làm ớt bỏ vô bánh nè đúng không, làm vậy chứ. Trúc Linh 20.000 một hộp nha. Cảm ơn bạn Namin Bơ. Ok Nguyễn Hiếu, một lát nữa chị tắt livestream chị mới bắt đầu có bắt đầu add em được. Thanh Thủy Võ Hiền Tây, cảm ơn bạn Hiền Tây đã vào xem nha. Cảm ơn bạn Cindy Mark. Chào bạn Hậu Nguyễn. Chào Nhã Trần. Cảm ơn những bạn nào đã chúc tiền.
Cảm ơn những bạn nào đã xem livestream ngày hôm nay ha. Phúc Hồ ơi, cái này 20.000 một hộp nha em. 20.000 một hộp, mua 5 hộp tặng một hộp. Chỉ có trong cái mùa lễ hội này thôi, chứ còn sau ngày 1 tháng 1 là bước qua ngày 2 tháng 1 năm 2018 á, là chị sẽ không có khuyến mãi mua một mua mua 5 tặng 1 nữa nha. Qua ngày 2 là chị sẽ không còn tặng nữa. Ship Vũng Tàu hả? Ship Vũng Tàu thì sao ta, gửi xe nào được ta? Ship Vũng Tàu thì bạn nào ăn thì nhắn cho chị cái số điện thoại đi. Bạn ở khu vực Vũng Tàu nhắn cho chị cái số điện thoại đi. Rồi chị sẽ gửi về ngay Vũng Tàu. Rồi sẽ có một bạn đại diện nhận, rồi các bạn tới nhận dùm tiền nha. Tại tiền có một cái người bạn ngoài đó là bạn Suri Nho. Chào Dung Trần. Dung Trần ơi, tiền không có ship tỉnh nha em. Em ở Ninh Thuận. Ninh Thuận xa quá bạn Phúc Hồ ơi. Làm sao tiền tới đây? Bao nhiêu một hũ hả? Bạn Ngọc Trân Nguyễn ơi, 20.000 một hũ nha. Chị có ship xuống Tiền Giang không? Tiền Giang lâu lâu mới đi ngang thôi em ơi, chị không có biết cách nào để chị ship xuống Tiền Giang được đây trời. Có kim chi sẵn không? Kim chi hả? Kim chi là món quẩn mới làm đó em. Chừng nào lấy để chị biết chị làm. Ngày mai chị còn rảnh nè. Ngày mốt ngày kia là hai ngày chị đi quay rồi. Ngày một thì tết tây. Trà Vinh có tuyển sĩ, có luôn nha bạn. Sĩ inbox dùm tiền nha. Bạn nào muốn đặt hàng trực tuyến gọi điện thoại thì số điện thoại 0996 595 669 nha. Hay là bây giờ mình đại diện ra một số bạn ở một số tỉnh đi. Bạn nào mà hay tương tác với Tuyền á, bạn nào ở tỉnh nào tương tác với Tuyền đi, là Tuyền sẽ gửi bánh về đó để cho các bạn tiện mà các bạn phân phối ra cho các bạn kia ha. Nhắn tin gì không nhắn. Linh Nguyễn ơi, em nhắn tin chị nhận được rồi. Ủa phải không ta? Ủa không nhớ phải. Đây vậy chắc nó trôi quá. Chị lấy 2 ly thành phố Hồ Chí Minh. Hà Hà Dung. Củ Chi ship sao? Củ Chi hả? Củ Chi không có ship bạn ơi. Nguyễn Linh, chị cũng tính như vậy á, để cho các bạn ở tỉnh có tiện việc ăn, các bạn có thể ăn được. Chứ nhiều bạn thấy thương quá à. Bạn Trịnh Yến Vân 68 Dạ Nam, phường 2, quận 8, hình như hồi nãy bạn có comment rồi đúng không ạ? Hồi nãy bạn Tuyền đã chụp hình lại rồi. Bạn Trịnh Yến Vân là 5 hũ phải không ạ? Nguyễn Nhật ơi, một hũ hả? Một hũ em cho chị địa chỉ đi. Tại vì nếu mà em ở khu vực Bình Chánh hay là Thủ Đức hay là Hóc Môn thì cái tiền ship lên 30.000, 40.000 lại nó mắc hơn một cái hộp bánh. Bi Phương ơi, quận 1 chị ship 20.000 nha em. Bánh tráng đó bạn Hồng Thúy. Ok bạn Nguyễn Linh inbox cho bạn Tiền đi, mà còn không thì điện thoại trực tiếp cho Tiền cũng được, 0996 595 669 nha. Bạn nào ở tỉnh muốn muốn thì gọi điện cho bạn Tiền nha, 0996 595 669. Mình trao đổi qua điện thoại luôn thì nó hay hơn là mình inbox nhiều khi nhắn qua nhắn lại không có rõ. Ok bạn Nhiêu Machi à, tôi cũng chờ bạn xuất hiện đi để bạn thăm tôi đi. Tội nghiệp Hiếu Nguyễn quá. Nếu mà chị có đi đâu ngang Long An chị sẽ alo. Em ở Long An khúc nào Hiếu Nguyễn? Phan Hoàng Ngọc Nhi ơi, ship quận 12 là 30.000 nha bạn Phan Hoàng Ngọc Nhi. Bình Dương không ai làm đại lý của chị hết. Có một bạn, bạn đó là sinh viên, bạn nó đang phân phối sữa bắp, sữa hạt sen. Nè thấy không? Nói chuyện với các bạn mà làm xong được chắc cũng mấy chục bịch, cả trăm bịch ớt á.
sĩ về Nha Trang được không? Cô Cao ơi được chứ. Giá sỉ thì nếu mà các bạn mua theo ký thì tiền sẽ tính các bạn giá ký nha. Nói chung là tiền sẽ linh động để các bạn có lời nha. Nhưng mà mình buôn bán nhỏ thì ví dụ như mà các bạn ở xa mà kêu tiền ship tỉnh hay là ship ký á, thì chịu khó chuyển khoản trước dùm tiền, tại vì tiền sợ tình trạng bị bong hàng lắm. Hai chục ngàn một hũ nha, hy vọng chị đọc nhanh quá em hiểu không được là sao. Linh Nguyễn à, các bạn ơi bánh là 20.000 một hũ, 20.000 một hũ nha. Xong mỗi lần con rút ớt ra nó chạy ra chi vậy? À, à đúng rồi bạn, bạn Vinh Thanh bạn nói đúng á, là mỗi lần mình livestream mình phải ghim giá với lại số điện thoại. Đúng rồi, xin lỗi các bạn là mình không có chuyên nghiệp trong vấn đề buôn bán mà hàng online ha, xin lỗi nha, để nghe điện thoại cái nha. Alo, em chào chị. Em mua 5 hộp đó chị, 5 hộp bánh chén, thì hôm nay có hay là ngày mai mới tới hả chị? Dạ, là em là Trịnh Yến Văn đó nha chị. Rồi, em đọc nha, em đi. Rồi rồi, ok, cảm ơn chị. Rồi. Nghe luôn chứ. Eo, ai cũng nghe được điện thoại của chị Tiền. Chị dễ lắm em. Chị rất là dễ. Nhưng mà làm bạn với chị là phải chân thành, chứ đừng có cái kiểu mà bấm bấm chị là chị buồn lắm. Ngã tư Bình Chuẩn ở đâu ta? Hồng Thúy ơi, trời chị dễ chịu lắm, mình tới chị khó chịu cũng có ưa lắm nha. Bình Chuẩn hả? Chị ship trà sữa không? Trời ơi, chị không có pha trà sữa đâu ship. Cảm ơn Tiền Nguyễn, cảm ơn Nhiêu Machi đã chia sẻ với chị nha. 20.000 một hộp đó bạn Hồng Son Chibi ơi, hết được từ nớ đây luôn, ăn qua đây con dán kèo, con đây dán kèo thì đưa đây, con quay qua đây con dán băng keo cho, ý là con nói dán băng keo á, má nghĩ con nói gì. Ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Thuận Giao, u chà xa dữ trời, xa cái đó thuộc Bình Dương đúng không em? Thuận Giao là như Bình Dương hả? Nguyễn Văn Cường, chị ở thành phố Hồ Chí Minh nha, chị ở Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Ngã tư Bình Chuẩn, Bình Dương à, cái hộp này á, là cái hộp đã xong, hoàn tất xong hết rồi ha, từ A tới Z luôn, bánh ở trong này à, ruốc với lại ớt ở đây, và mình cũng đã dán hai đường băng keo để cho cái hộp nó vận chuyển nó đừng có bị xúc ra nha các bạn. Còn này là cái tem ha, bản mặt của tôi đây, tên của tôi đây, số điện thoại của tôi nằm ở đây, và cái tiêu đề nằm ở chỗ này đi. Nguyễn Thị Minh Trinh à, chị ơi em nghe.
Ok Nguyễn Linh, hứa là lát nữa cúp máy xuống là em phải lên luôn. Ship Tân Phú 20.000 nha bạn Thúy Vi. À, bạn nào có nhu cầu muốn mua thì nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại 0996 595 669. À, còn không á, thì comment qua Facebook Minh Tuyền Fan nha. Còn bạn nào mà cái Facebook này là dùng một số điện thoại khác, còn một số điện thoại kia nữa thì cũng bán bánh tráng luôn, cũng là số điện thoại có tiền luôn ha. Các bạn có thể inbox cũng được, gọi điện trực tuyến cũng được. Mai Vũ Kim Ngân, ok bà Mập sẽ add em liền. Chị cho em xin số điện thoại nha, 0996 595 669 nha. Bạn Lan Trần số quận 12 là gì à? Nhi Nhiều mà chi. Chị biết chị sai rồi em. Chị biết chị sai rồi. Tại chị hứa hoài mà chị không add là tại vì chị quên. À, chị không có xài Zalo em ơi. Chị không có xài Zalo nha. Bạn Hiếu Nguyễn ơi, Tiền không có xài Zalo. Tài khoản Zalo của Tiền ít có xài lắm. Trời ơi, Cúc Măng nghĩ làm sao mà nó chị đẹp quá tay em luôn á. Mặt mọc gớm đi cũng chết. Em ăn mà ghiền, trời thương Hồng My quá. Trung Nghĩa Đào xem cùng phát trực tiếp với họ. Trung Nghĩa Đào nghe quen vậy ta. Em muốn ăn bánh tráng quá mà em ở xa quá. Củ Chi, Củ Chi ơi, Củ Chi có thể nào đi lên được Hóc Môn không? Shipper Hóc Môn là cao nhất rồi. Nha. Em đừng có tập cho chị cái kiểu sống ảo được nhi. Chị về mà em khen chị đẹp xong nhi. À, Huy Nam Đặng, đúng rồi em là tiền mặt đó bác à. Bác là ai vậy hễ? Vậy rồi không phải. Không đúng, không đúng. Yến Lâm. Ủa, hôm nay tiền rảnh mà Yến Lâm. À, Diễm Diễm ơi, 20k một hũ nha bạn Diễm Diễm. À, bạn Huy Nam Đặng 20 ngàn một hộp nha Huy Nam Đặng. Không có ship Đồng Nai bạn mất lạc ơi. Em thấy chị cũng đẹp mà. Ừ thôi coi như chị đẹp đi cưng. Sống phải tự tin chứ chị. Như em vậy nè, tự tin riết muốn tự tử thôi đi bà. Tự tử nữa ai lo cái gánh bánh tráng này đây. Cảm ơn bạn Hồng My nha. À Kitty khỏe, Kitty đang ở trong nhà đang rất là quậy. Mọi người có muốn nhìn Kitty không? Giờ biểu quyết đi. Giờ view mà lên được 500 là bắt đầu quay hình qua Kitty nha. Lên 500 view là quay hình bạn Kitty cho mọi người coi nha. Ây da. Cái đó là gì? Anh Thư Nguyễn Ngọc ơi. Cái đó là bánh tráng đó anh Thư Nguyễn Ngọc ơi. Chào anh Thế Phương. Anh khỏe chưa? Ngày mốt gì mới đi quay là Nguyễn Văn Cường. Ngày mốt mới mới đi quay lận hai hộp với nhận Nguyễn Lâm. Nguyễn Lâm nhắn giùm Tiền cái địa chỉ số điện thoại nha. À, Phương một đúng rồi mua 5 tặng 1 mà đang mùa lễ hội là mua 5 tặng 1, còn ai muốn là mua 5 hộp tặng bà chủ thì tặng luôn. Phú Yên xa quá bạn Đặng Thị Thu Thủy. Huy Nam Đặng quận 7 có ship nha anh. Ship
Ở Sài Gòn mình chỉ ngoại trừ Củ Chi là mình không ship được thôi, bởi vì cái lộ trình của shipper không đi đến đó. À, bạn Yến Lâm, Yến Lâm ơi, bên Mỹ là tiền ship không được, tại vì mấy người mà người ta có thân nhân bên này á, có người thân bên này á, mỗi lần mà họ qua họ sẽ xách qua. Còn nếu mà đúng rồi, ship Mỹ có luôn, nhưng mà giá rất mắc, cái giá rất mắc. Tiền tiền có biết một cái chỗ ship Mỹ nè, mà giá mắc lắm, hình như là một lần ship là bao nhiêu pound á, một lần ship là bao nhiêu pound, mà tới một một gói của nó vậy là khoảng 150 đô. À, bán bánh tráng nha bạn ơi, đây đó, cho mọi người dễ nhìn ha, mọi người đỡ thắc mắc nha. Ớt rồi má, nhờ nãy giờ nói chuyện các bạn mà làm được như đây ớt rồi. Chắc cũng phải mấy mấy chục bịch đó, nhiều lắm luôn ha, như đây nhiều lắm đó. Nhiều ớt lắm. Lưu Nguyễn, hôm bữa tiền mới về Vĩnh Long ngày 22 đây. Ship quận 8 20 ngàn nha bạn Quỳnh Hương. Ok, bạn nào muốn làm chi nhánh của Tuyền thì nhắn tin Tuyền nha. Bây giờ hiện tại thì tất cả các tỉnh là chưa có chi nhánh luôn á. Bạn nào muốn làm chi nhánh thì nói nha. Rồi mình có thể mình bàn bạc về vấn đề phần trăm nè, chiết khấu nè. 20.000 một hũ nha Quỳnh My nha. Chào Thanh Mạnh Nguyễn. Đúng rồi, Hồng Thúy ơi làm nhà nha em. Con tây ngoài nó té nha. đó, giờ này người ta có cái tem dễ thương lắm, tem bé bé sang Chúng sang ly. tốt Ok em đó. À, bạn nào muốn lấy sỉ về bán cũng được. À, hay là muốn bạn nào muốn lấy mà có tem luôn cũng được. Em Bình Phước à, Nguyễn Linh ở Bình Phước hả? Bạn nào ở tỉnh muốn làm chi nhánh thì nói ha. Trời ơi, thôi em, cái này chị mở bán vậy thôi, chứ còn công ty thì thôi, chắc chị không có năng lực để làm chuyện đó. Ivy Nguyễn ship quận 10 là 20 ngàn nha em. Có một loại thôi, chuẩn bị ra nhiều loại nữa, nhưng mà hiện tại thì chị chưa có chạy được, bởi vì đang đi làm, đang đi quay nhiều quá, chưa có thời gian để thư thư thả thả xíu đi. Đúng rồi, Mina Nguyễn ơi, bạn sang sang ly ở Long An hả? Nãy giờ có nhiều bạn ở Long An lắm luôn á. Bạn Vân Anh hả? Bạn Vân Anh ơi, bạn Tiền bán bánh tráng. Đó, cái khâu cuối cùng là mình dán vô nè ha, mình dán cái tem mình vô nè đó, cái tem ngày hôm qua mới mua thức thợ, mới lộn, mới in cái tem mấy hôm chứ không phải mới hôm qua. Dạo này khái niệm thời gian của mình lủng lỗ lắm. À, Diệu Ý Trần, cho em like quá trời, bánh tráng ngon quá, cảm ơn chị Hồng Thúy. Bình Thạnh ship 20 ngàn nha em. À, hiện tại thì đang mua 5 tặng 1, bạn nào có nhu cầu thì order luôn một lúc 5 hộp đi, ăn nó lợi hơn là mình 2-3 hộp lẻ, đúng không? 2-3 hộp lẻ thì nó không có lợi bằng.
Trời, cảm ơn chị Yvonne nhiều nha. Chị Yvonne Trương, em ở Tiền Giang, chị có ship không? Hiện tại chị chưa có ship lẻ ở ở ở tỉnh. Bây giờ nói thật sự ra là chị tuyển các bạn cộng tác ở ở tỉnh nè. Được hôm nào đi má? Được chưa, đây không đóng luôn. Huy Nam Đặng, anh hỏi cái gì anh Huy Nam Đặng? Anh hỏi em là quận 7 có ship không? Có làm nó để qua đây nó nhắn đi cho. Quận 7 là em có ship nha anh, 20 ngàn nha anh. Hai hai hũ. Bạn nào mua thì chịu khó inbox dùm Tuyền, còn không thì nhắn tin thẳng vào số điện thoại 0996 595 669 luôn nha. Nhận đặt hàng qua số điện thoại luôn đó các bạn. Bạn Quỳnh Hương ơi, giao trong chiều nay, nếu mà bạn nào muốn mua muốn dùng gấp giao trong chiều nay thì bạn Tuyền sẽ book Grab nha. Bạn Tuyền book Grab, nhưng khi book Grab thì cái tiền vận chuyển nó sẽ đội lên rất là cao, bởi vì nó tính theo km. Sỉ hả? Bạn muốn sỉ thì inbox giùm Tuyền nha. Đúng rồi, 0996 595 669. Đúng rồi bạn Tiên Huỳnh. Bữa nào chồng tiền hát nữa đi, nghe khoái quá. Ok bạn Yến Lâm à, bây giờ thì hiện tại là ông xã đang ở dưới Đồng Tháp để làm công việc, nên khi nào mà có party á, cái mình hát hò gì đó cái mình tát bạn vô nha. Phương Anh Juni, muốn ăn thì order em ơi, nhưng mà chị không xuất tỉnh nha. Ok bạn Phụng Mini, các bạn có thể gọi điện thoại hoặc là nhắn tin vô số điện thoại 0996 595 669 nha. Số điện thoại của Tuyền ha, để gọi điện đặt hàng rồi mua hoặc là làm chi nhánh cũng được. Vui vẻ Nguyễn ơi, mình bán bánh tráng 20 ngàn một hũ nha bạn Rose nhí. Nãy giờ live trên tiếng chưa ta? Trời ơi, ghê vậy, live tiếng mấy hả? Lê Dương Bảo Lâm hả? Lê Dương Bảo Lâm rất là thương chị. Bé đó là một đứa em rất là dễ thương. Cái mặt thấy lúc nào cũng hầm hầm bặm trợn vậy đó, nhưng mà dễ thương lắm. Cái mặt nó, nếu mà ai mà nhìn vô cái nhìn đầu tiên mà ấy là nhìn thấy nó khó lắm, sợ lắm, nhưng mà thiệt ra nó hiền, nó dễ chịu lắm. Bạn Lê Dương ở Lâm rất là dễ thương ha. Phùng Phạm Tiền Mặt đây. Hộp này là hộp bánh tráng nha bạn Tâm Nguyễn nha. Bánh tráng nha, bánh tráng hành ruốc ha. Rồi lại có cuộc gọi ha. Anh Bốn, em đâu có đổi nghề anh Bốn. Anh Bốn vô coi rồi, em mời anh Bốn vô được không? Em không có đổi nghề, bán thêm thôi. Lê Ngân Đoàn, không, bánh tráng là bánh tráng hành ruốc chứ không phải là bánh tráng, không phải bánh tráng Long An nha. Cảm ơn anh đã vô xem giao năm năm hũ giao quận 7. À anh Huy Nam Đặng ơi, order ngày hôm nay ngày mai có ha. Bánh thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng mà vấn đề là không có người giao. Còn nếu như mà anh muốn giao gấp thì em sẽ giao qua Grab, nhưng mà giao Grab thì nó tính theo km rất là mắc. Bởi vì nếu mà giao bằng shipper á, thì ngày mai đến là 20 ngàn thôi. Còn nếu mà giao rác thì đương nhiên là cái giá nó sẽ đội lên rất là cao. Mà như vậy thì rất là phí. Em thì em rất là tiếc tiền cho khách. Chào chị Thanh Hằng. À, chào Thanh Hằng. Lộn.
Ngoài này con. Đây. Gì vậy? Mình đi vô gặp bạn Kitty ha. Một tiếng đồng hồ livestream quảng cáo bánh tráng đã xong rồi. Đây ha, làm ăn rất là có tâm, rất là đầu tư nha các bạn. Đây. Có tem dán đàng hoàng ha, để biết số, biết địa chỉ, điện thoại và biết luôn mặt người bán nha. Ai? Đây hả? Không chịu hả? À, Thanh Hằng ơi, tiền ở thành phố Hồ Chí Minh nha Thanh Hằng. Trinh Nguyễn, em bán bánh tráng. Mấy đứa này nó bế, đường bế gì nó dư cái phần trắng gì nhiều ghê uổng. Mình thấy con livestream. Quay lên vô coi. Lên vô coi. Mời ông vô trực tiếp, ông không vô, ông phát. Trong nhà. Ủa đâu ta? Không. Bao nhiêu chơi bạn Tây đây. Ủa như này giờ bắt chưa cho ăn hả? Ăn thường bình thường cho ăn 3 giờ 3 mấy mà. Bạn Thanh Hằng ở quận 7 hả? Quận 7 ship 20 ngàn nha bạn. Quăng con bịch kia bỏ thuốc luôn. Quận 7 mình ship 20 ngàn ha. Muốn đặt bánh hả bạn Phạm Anh Thư? Một là bạn inbox cho tiền, còn hai là bạn có thể nhắn trực tiếp qua số điện thoại 0996 595 669. Ủa nó mất tiêu hết comment rồi. Ok, bây giờ cúp máy xuống một cái là sẽ thêm giờ Noel dễ thương không? Bây giờ cúp máy xuống một cái là sẽ coi comment của các bạn nè. Rồi coi nãy giờ bạn nào gọi nhỡ cho tiền nữa, tại vì đang livestream thì không thể nào mà trả lời cuộc gọi được hết. Sẽ bị gián đoạn và các bạn coi sẽ giận dỗi, các bạn coi giận dỗi không coi nữa thì sẽ tụt view xuống. Đây bạn Kitty đây. Bạn Kitty mèo đây. Kitty mèo mèo đây. Đi ạ, đi, mọi người đi đi. À đi con. Đi ạ, đi đi.
Ok, bye bye bạn Trang Nguyễn. Trong đó có em thôi. Trời thấy thương quá vậy. Mập thôi mà, có gì đâu buồn em. Mập thôi mà. Mập nó cũng có cái giá của mập vậy cưng. Mập không gì phải buồn hết. Mình phải tự hào vì mình là người mập. Hello em Kitty nè. Ừ em Kitty dễ thương lắm. Chỉ có cái quậy thôi. Cảm ơn bạn Nhã Nhã nha. Ây chà. Trời, mình sẽ vào nhà đây, mình sẽ vào trong đây. Ai chà chà, em chào anh Linh. Cảm ơn Birio. Nè, bạn Kitty nè, bạn Kitty. Đi ạ mọi người chưa? À đi con ạ mọi người đi. À đi con ạ mọi người đi. À đi bác Hương. Con ạ mọi người đi. À đi con ạ đi. Ôi giỏi quá, em giỏi quá. Chắc. Em ạ mọi người đi. À giờ cho cái ti làm ông già Noel nha. Ti làm gì thơm dữ vậy? Bị muỗi cắn không? Thôi để cái bản bình thường đi ha. Cho mọi người thấy rõ mặt cái ti nha. Rõ mặt mẹ cái ti của tôi nha. À đi đi ạ à, mọi người đi. Thôi thôi đừng phá. Rồi mất tiêu rồi. Như Thanh ơi, bạn muốn ấy thì bạn inbox dùm tiền nha. Tí hung mọi người đi, tí hung đi. Hung đi, hung đi. Hung đi. Hung cái đi, hung đi. Bỏ chó em đâu? Ồ, cái tí hung mọi người á. À, tí kêu cha đi. Cha. Cha. Chó mèo lắm á. Em chó mèo lắm á. Em hôn má cái đi, em hôn má cái nè. Hôn má đi. Hôn má cái đi. Hôn má cái. Hôn má cái. Hôn nó cũng đã lắm á, hôn cái đít nó cũng đã lắm á, trong có nè hôn mặt. Được mặt má hôn coi. À. Tự nhiên con hôn nó cái nó quay qua hôn lại con. Được mặt má hôn coi. Được mặt cho má hôn mới coi, má thèm hôn em quá nè. Nè. Mặt má hôn mới coi. Hôn má ơi. Tì hôn lại má coi. Tì xấu quá. Hôn má nè. Hôn đây nè. Hôn má nữa, hôn hôn má cả nữa. Nào ngoài ngoài. Ủa làm mỗi chó suốt vậy đó hả? Sao? Đi làm mỗi chó không mọi người đi. Mỗi chó đâu? Hôn má cái coi. Hôn má cái má vui nè. Hôn má cho má vui coi. Hôn má nè. Đi. Hôn má đi. Hôn má đây nè. Hôn má đi, hôn má đi. Thôi má xỉu á. Ok, bye bye mọi người nha. Bây giờ đút cho cái tiền ăn đây. Cô hương chắc thì cháu không hấp nha. À, mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Bạn nào muốn ăn bánh tráng thì order bằng tiền nha. Bye bye. Đi làm ở chó không mọi người cái coi.
Hay quá. Tuấn à, con vô hơi trễ, bây giờ mama phải đút em ăn rồi. Nãy giờ ta livestream cả tiếng hơn rồi. Cái coi, đâu, đâu? À, khoe điện thoại hả? Cái đi alo đi. Alo đâu? Alo. Alo, đúng rồi, cái tiên hả? Sao? Gọi điện xe bắt chó tới bắt em hả? Cho đẻ quá. Thôi bây giờ phải đút em ăn rồi nha. Bây giờ chào mọi người nha. Có gì hẹn mọi người 7 giờ tối nay mình livestream tiếp nha. Bye bye. Cái Ti, không sao, không sao. Không mọi người, không mọi người nè. Ti ơi, Ti ơi, Ti. Chào. Mở chó đâu, mở chó em đâu. Kêu hôn, không kêu làm, mở chó làm.